Nhà vườn Chao Chảo thân mến chào các bạn nha, hoan nghênh các bạn đến với kênh Nhà vườn Chao Chảo. Thì thưa bà con nông dân và các bạn, hôm nay là mùng 9 Tết rồi, thì coi như là chúng ta cũng đã ăn xong một cái Tết Nhâm Dần trọn vẹn rồi ha. Thì bây giờ đầu đầu tháng Giêng này, Nhà vườn Chao Chảo báo cho bà con nông dân một tin mừng là hôm mùng 3 tháng 2 vừa rồi á, là mùng 3 Tết của mình á, nhà nước Trung Quốc chính thức cho phép thông quan bình thường lại cửa khẩu ở tại Lạng Sơn đó, là nhà nước sẽ cho thông quan hai cái cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh ở Lạng Sơn. Đây là hai cái cửa khẩu chính mà để xuất nhập khẩu nông sản và hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc á. Sau một động thái của Trung Quốc á, thì hiện giờ trái cây của Việt Nam như là thanh long, chuối, mít nè, rồi xoài đang ùn ùn thông quan qua cửa khẩu Lạng Sơn. Việc hai cái cửa khẩu mà quốc tế Hữu Nghị mà Lạng Sơn và ở Tân Thanh này á chính thức mở cửa thông quan trở lại vào mùng 3 Tết vừa rồi năm Nhâm Dần á, thì rất nhiều container chuối nè, mít nè, thanh long nè, xoài nè đã ùn ùn xuất khẩu thành công sang Trung Quốc, và chính thức là Trung Quốc đã cho nhập khẩu tất cả các nông sản của Việt Nam trở lại rồi nhé. Thì theo thông tin Hiệp hội từ rau quả của Việt Nam á, thì sáng mùng 3 Tết Nhâm Dần, cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn đã chính thức mở cửa thông quan trở lại. Nhờ đó nhiều loại nông sản tiếp tục nối lại hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo đó có nhiều container chuối, thanh long, mít xuất khẩu sang Trung Quốc sau một thời gian gián đoạn nè, vì do chính quyền Trung Quốc nó áp dụng cái chủ trương là Zero Covid á, thì bây giờ trong nước nó đang thiếu lương thực và nông sản trầm trọng luôn, thì bắt buộc nó phải mở cửa, mà nhất là trong cái tháng Giêng này là cái tháng mà người dân Trung Quốc cần tiêu thụ rất nhiều các loại trái cây của Việt Nam như thanh long nè, mít nè, xoài nè, chuối nè đó. Thì theo thống kê á, thì thấy đầu tiên á, có 115 container trái cây của Việt Nam được thông quan đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ trong ngày mùng 3 Tết thôi á. Trong cái tình hình thực tế hiện nay á, đây là cái thời điểm nhu cầu tiêu thụ trái cây lớn nhất của Trung Quốc, trong khi sản phẩm nội địa của Trung Quốc hiện giờ á, là không có đáp ứng đủ. Hiện giờ ở Trung Quốc thì mùa này á, là không có trái cây, thì người Trung Quốc cần phải có những cái trái cây của các nước như là Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia đó. Thì cái nhu cầu của người dân tăng cao nên Trung Quốc tăng cường nhập khẩu trái cây với số lượng lớn, trong đó có những trái như thanh long của Việt Nam nè, trái mít của Việt Nam nè, trái xoài nè, trái chuối nè đó. Thì bây giờ bà con nông dân nào có những cái vườn mít mà đang cho trái á, thì bà con nông dân cố gắng mà chăm sóc trái mít cho thật tốt, thì chắc chắn là 1 tháng 2 tháng nữa là giá mít sẽ tăng cao và bà con nông dân sẽ có niềm vui mới nhân dịp đầu đầu năm nha. Nói gì thì nói chứ nhà vườn Chao Chảo nhìn thấy rằng á, là đất nước Trung Quốc với 1,4 tỷ dân á, thì cái nhu cầu mà cần lương thực thực phẩm cũng như nông sản trái cây á, rất là cao. Chắc chắn Việt Nam sẽ là một cái nơi mà Trung Quốc nhắm đến để mà nhập khẩu trái cây của Việt Nam, vì thực sự cái xứ sở của Việt Nam này cho ra rất nhiều loại trái cây rất là ngon. Nhưng mà vì tình hình cái thị trường của Trung Quốc á, nó quyết định bởi cái yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, nó hay đỏng đảnh, nhưng mà thực sự là nó cũng là một cái thị trường dễ dễ nhập khẩu đó. Thì bà con nông dân mình cứ yên tâm cây mít Thái mà trồng nha, không có đốn cây mít Thái. Vì trước đây cách đây mấy tháng mà ai mà giận hờn mà đem mà đốn, có một cái bác nông dân ở Sóc Trăng á, trồng 1.000 cây mít Thái, điện thoại cho mình nói là bác dự định là trồng chuối cao, đốn hết mít mít Thái cách đây mấy tháng trồng chuối cao, nhưng mà nhờ xem những cái video động viên ăn, thì bác nói nhờ xem những cái video mà động viên an ủi của kênh Nhà vườn Chao Chảo á, nên bác quyết định là không chen chuối cao vô trong 1.000 cây mít Thái, và bác cố gắng là giữ lại. Thì hiện nay bác báo tin vui và vườn mít Thái của bác là cho trái mùa vụ mới, và hiện nay cái trái nó bự bằng cái chén rồi. Thì mình có báo cho bác một cái tin vui là khoảng trong đầu quý 1 này á, chắc chắn giá mít Thái sẽ tăng và bác sẽ có một cái thu nhập vững vàng trong cái mùa vụ mới này nha.
Thưa bà con nông dân và các bạn, trồng thì khó nhưng chặt thì dễ. Trồng cây mít Thái 2 năm thì chúng ta mới có trái. Còn chặt cây mít Thái thì chúng ta đem búa, đem cưa ra chúng ta chặt không tới 10 phút. Nếu mà cái điệp khúc mà trồng chặt này xảy ra liên tục thì đến bao giờ chúng ta khá đây? Và chúng ta đang trồng được một cái cây đặc sản xuất khẩu hơn chục năm nay và liên tục được xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước. Và trái cây này đã được thị trường chấp nhận thì chúng ta phải nâng niu và gìn giữ nó để cho nó phát triển lên. Chứ chúng ta cứ dao động hoặc là mất bình tĩnh thì chúng ta sẽ chịu thiệt thòi thôi. Tại vì cái thị trường mà xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam đối với Trung Quốc thì nó có lúc trồi lúc sụt, lúc lên lúc xuống. Thì ngay những lúc đó thì chúng ta dễ, mà cây mít Thái rất là dễ, chúng ta lặt bông chúng ta bỏ thôi, chúng ta dưỡng cây và chúng ta chờ làm mùa vụ mới. Thì thực sự là cây mít Thái rất dễ chủ động trong vấn đề mà làm bông và giữ trái đó. Thì nhà vườn Châu Chảo muốn nhắn gửi đến bà con những nội dung như vậy. Thưa bà con nông dân và các bạn, thì ông bà mình nói hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai. Thì bây giờ là chúng ta đến hồi thới lai rồi, thì bây giờ chúng ta phải tự tin và bình tĩnh chăm sóc vườn cây cho mình cho thật tốt nha, để cho những cái trái thật sự đạt chất lượng xuất khẩu nha. Và chúng ta chờ đợi đi, giá mít Thái nó sẽ tăng trong thời gian tới. Nhà vườn Châu Chảo nhân dịp đầu năm cũng kính chúc quý bà con nông dân và các bạn năm mới sức khỏe bình an nha, ai cũng được mùa bội thu. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ và nhấn luôn cái chuông để đón xem những video kế tiếp. Nhấn cho nhà vườn một like để ủng hộ kinh thần. Nhà vườn Châu Chảo rất vui khi làm video phục vụ bà con nông dân và các bạn. Trân trọng kính chào ạ.